Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Thì ngày mai chúng ta sẽ có một gói VIP mới các bạn ơi. Wow, mang tên là Kỵ sĩ bóng đêm ha. Đây nha các bạn ơi, nhìn giống như Batman vậy đó các bạn. Đây, thì nhà phát hành mới cho mọi người coi một cái đoạn trailer ngắn các bạn về gói VIP vào ngày mai ha. Đây, thì đầu tiên chúng ta sẽ có một con Maracan mang bộ trang phục giống như Batman nha mọi người. Mà trong gameplay Twitter thì nó để là kỵ sĩ bóng đêm. Wow, đẹp không mọi người? Đó, mặc vô thì chúng ta sẽ có một cái áo choàng nữa nha, nguyên một set màu đen tù lùi luôn mọi người. Wow, và điều đáng chú ý ở đây nè là chiếc mô tô các bạn ơi, nó có đèn phát quang ở trên kìa các bạn, màu hồng, màu tím chứ màu tím hồng nha mọi người. Wow, nó đẹp thiệt sự, cái chiếc mô tô hơi bị đỉnh nha mọi người. À, với kỵ sĩ bóng đêm của chúng ta sẽ có một cái vũ khí là cái lông vũ nha mọi người. Cái này trông giống như cái lông vũ mà không biết là cái lông của con chim gì á, chim quạ hay sao đó mọi người ơi, không biết nữa. Thì chúng ta cùng đón xem vào ngày mai ha. Ngày mai mình sẽ review cho mọi người xem. Và đừng quên các số giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha mọi người. Bye bye. Bye 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 bye.